Em xin chào cả nhà nha. Hôm nay là một buổi tối cũng có trời mưa gió nha. Hôm nay nhóm em sẽ vô đây để cần phần quà nha cả nhà. Đó, hôm nay là được 50 phần quà. Hôm nay là anh Comi Fan gieo duyên cho bà con cơ nhỏ nha. Hôm nay có em với Lâm với chị Nhiên là có 30 hộp công biển và 50 chai trà Dũng Nhan, 50 chai nước tương và 50 chai cá bánh lăng nha cả nhà. Bây giờ bắt đầu em sẽ cùng chị Nhiên với Lâm cùng chia phần ra đủ 50 phần, bắt đầu em sẽ đi phát vòng vòng cho cơ nhỏ nha cả nhà. Núp lùm chưa. Đó, hết mưa là tụi em đi phát nha, ngoài đang mưa lâm râm mà nha, ướt đường hết rồi. Chứ thường là tụi em phân quà ở ngoài đó, chứ giờ ngoài đó nó ướt nhẹp rồi nên tụi em vô đây ngồi cho nó sạch sẽ. Rồi cuối cùng bây giờ tụi em cũng đã làm đủ 50 phần của anh Comi Fan nha. Đó, trong đó có gì Lâm với chị Nhiên? Hôm nay thì bà thêm có hoa hậu nhiên quanh cho những bạn nha. Thì đã phát của chúng tôi nhỏ đó. Em chúc anh cho Fan thật là nhiều sức khỏe và gieo duyên cho tụi em làm, thì những cái phước tụi em làm ngày hôm nay thì xin phước cho anh và gia đình anh bình an và hạnh phúc nha. Cảm ơn anh rất nhiều. Bây giờ tụi em bắt đầu đi nha. À, giờ đang mưa mà để ý nha, để bớt mưa tụi em đi nha cả nhà. Đi giờ tụi em ra lai chim trước cái rồi. Lai chim trước ha. Đây là chim trước để tranh thủ lắm anh. Thời cơ là vàng anh ơi. Đó đấy, chứ giờ mà bây giờ đi là cũng không có người ta, trời mưa nó đâu ai đi để mình phát. Mà bắt công đồ mình ướt đồ ăn không có ngon. Đúng rồi. Đó thôi là tụi em bây giờ chắc tại đây sẵn. Rồi một lát mình lai chim sau, lai chim sau rồi mình đi phát. Dạ. Thật là ý kiến luôn nha cả nhà ơi. Rồi. Nếu mà coi clip này thì muốn gieo duyên mặt hàng nào của tụi em thì nhắn tin cho Tàu và Lâm nha cả nhà ơi. Đó. Dạ, xin rất cảm ơn cả nhà. Rồi. Rồi bây giờ bắt đầu em với chị Nhiên với Lâm và ba chị em sẽ đi phát nha. Bây giờ cũng like tới 11 giờ khuya. Bây giờ ba anh em đi phát nha. Bắt đầu anh chị ơi. Bắt đầu tụi em đi rồi. Phát quà của anh Tony Fan mua cho ba tụi em. Hôm nay tụi em đi phát 50 phần. Rồi, 50 phần. Đó, có nước tương, bánh lăng. Nước tương bánh lăng với rong biển với trà Dũng Nhan nha cả nhà. Bây giờ bắt đầu em đi phát nha, phát xong mình nghỉ ngơi nha. Đuối quá rồi mọi người. Đó giờ đi nha. Đó giờ chị Nhiên phát cho cái cô bán vé số nha cả nhà. Nhà có bà cụ đang bán nha cả nhà. Đó bà cụ đang bán cô hàng phần, bà cụ một phần nha. Đó chị Nhiên phát cho cái chú bán kem phần nha cả nhà. Đó mưa gió quá những con chú cũng buôn bán khó khăn. Chị ơi, chị em gửi chị phần quà nè chị. Rồi chúc chị nhiều sức khỏe nha chị. Quên công mi phan phát thăm nha chị. Đó chị Nhiên cũng phát cho cái cô đang ngồi trong đó nha cả nhà. Có cái này hôm nay anh công mi phan phát thăm 50 phần cho cô chú cơ nhỏ nha cả nhà. Chị Nhiên đang phát phần cho cái chú này nha cả nhà. Chú anh Comi Farm phát cầm á chú. Rồi chúc chú nhiều sức khỏe nha chú ơi. Rồi chúc cô chú ăn ngon miệng nha, nhiều sức khỏe nha chú. Đó, chị Nhiên đang phát cho cái chú giờ chai này nha cả nhà. Chị Nhiên đang phát cho chú bảo vệ nha cả nhà. Đó Lâm mà đang phát cho cô này nha cả nhà. Đó này của anh Comi Fan phát nha, phát cầm nha cô ơi. Đó chị Nhiên phát cho anh hút rác này nha cả nhà. Rồi chúc anh nhiều sức khỏe nha anh. Rồi, cảm ơn anh chị nhiều nha. Dạ. Cái này của anh Comi Fan phát cầm nha. Rồi chúc cô nhiều sức khỏe nha. Rồi chị Nhiên phát cho chú này một phần nha cả nhà. Đó giờ cô chú này cũng ngủ nha. Nói chung là chị Nhiên sẽ vô để 2 phần cho chú nha.
có những cô chú này là vô gia cư ngủ ngoài đường nha cả nhà. Đó, chiều giờ mưa cũng rất là nhiều nha cả nhà, mưa từ lúc 7 giờ mà nói chung là kéo được một trận mưa lớn, xong rồi cứ mưa nhỏ hoài hoài lâm tới giờ luôn, giờ đường vẫn còn ướt nha cả nhà. Phần nhanh rồi chú anh, nhiều sức khỏe nha anh. Rồi cho gửi bán phần rồi gửi đó, có hai anh chị này cũng đang ngủ trong nha cả nhà, nên bé này cũng gửi cho bé này giùm nha. Rồi gửi cho anh chị con đi đó, bé này cũng ở đây nha cả nhà. Đó, con này cũng lùm dây chai gửi cho con phần. Rồi cái này của anh Tommy Phan phát tâm nha cô. Phát cho chú này một phần nha cả nhà. Rồi chú anh ăn ngon miệng nha. Dạ dạ. Nước cơm bánh lăng với trà dưỡng nhang với rong biển. Nạc chị ơi. Rồi chúc chị nhiều sức khỏe nha chị. Rồi cô vô đây lấy phần nè cô. Rồi rồi rồi. Rồi anh đưa giùm cổ một phần giùm cô. Rồi cảm ơn anh nha. Rồi đưa cho cô đó một phần giùm em nha. Rồi chờ xíu anh. Rồi. Cái này của anh Tommy Farm Fast nha anh ơi. Rồi chúc cô nhiều sức khỏe nha. Rồi cảm ơn nhiều. Rồi rồi chúc anh nhiều sức khỏe nha. Cái này anh Tommy Farm phát công. Dạ dạ dạ. Đó con này lấy hai phần đưa cho cái cô ngồi trong giùm nha cả nhà. Em gửi phần nha, chúc anh nhiều sức khỏe nha anh. Rồi cái này cơm mi phan phát cầm nha. Rồi rồi cảm ơn anh nha. Đó xe về chai của anh này nha. Rồi chúc anh nhiều sức khỏe nha. Rồi rồi để phần luôn, gửi phần luôn lòng cho anh. Đó có chú này đang nằm trong nha cả nhà. Anh này lấy giùm phần nha. Chúc anh nhiều sức khỏe nha anh. Cho gửi chú phần nha. Rồi chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Rồi cho con gửi chú phần nha, chúc chú nhiều sức khỏe nha. Phát đây lắm. Rồi mỗi người một phần nha anh chị ơi. Rồi, rồi từ từ nha, mỗi người một phần anh Tommy Phan phát công nha. Rồi, chúc anh nhiều sức khỏe nha anh Tommy Phan phát công nha. Nước tương, rong biển, bánh lăng với trà dưỡng nhang nha anh. Rồi chú ơi cho gửi phần nha chú. Rồi chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Đây nè cô. Rồi chúc con nhiều sức khỏe nha cô. Dạ dạ dạ. Rồi chúc con nhiều sức khỏe nha cô. Dạ anh cho em gửi phần nhanh. Bánh lăng đường à, bánh lăng nước tương, trà dưỡng nhang nhanh với rong biển. Chú ơi cho gửi phần nha chú, phần quà của anh Tommy Fan nha chú. Rồi con chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Nè con ơi cho chú gửi phần nha. Rồi chúc con nhiều sức khỏe nha. Rồi cô cho con gửi phần nha, chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Rồi em gửi anh phần nha, chúc anh nhiều sức khỏe nha anh. Rồi đây còn phần cuối cùng nha anh ơi, em gửi anh nha, chúc anh nhiều sức khỏe nha. Cái này anh Tommy Fan phát công nhanh. Đó giờ cuối cùng còn cũng gửi hết cho mấy cô chú đây nha. Rồi bây giờ của em cũng phát xong rồi nha cả nhà ơi. Đó ba anh em phát cũng nửa tiếng mới xong nha cả nhà. Phát từ lúc 11 giờ, giờ cũng 11 giờ 30 rồi. Đó, chị Nhi có gửi lời cảm ơn các anh không? Cảm ơn anh cô Tommy Phan đã ủng hộ với em á, là chương trình ngày hôm nay thì những cái phước thiện thì em làm được chi phước cho anh và gia đình và
thật là nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống nha anh. Cảm ơn anh rất là nhiều. Đó, em thì cảm ơn anh khi nào cùng buôn hội nhóm và em chúc anh bạn dặm bình an nha. Đó, khi nào có sức khỏe để mình có thể làm những việc di chuyển dài nha. Cảm ơn anh chị bên đồng biệt và. Rồi. Anh chị có coi clip này thì muốn ủng hộ tụi em thì sẽ dân viên ở đâu thì anh chị đưa ra những cái nơi nào đó thiết tốt thì tụi em đi dân viên cho các anh chị theo yêu cầu của các anh chị nha. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị đã xem like nha. Mọi người xem cho em một subscribe nha. Cảm ơn cái fan rất là nhiều nha. Chúc anh thật nhiều sức khỏe, có những chuyến xe thật là bình an nha. Cảm ơn anh nha.